Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn tự ôn thi ACC của tuonthi.com. Đây là video trong chuỗi bài giảng của môn PM quản lý hoạt động. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đi giải thích về cái cách sử dụng nguyên tắc chi phí liên quan hay là chi phí phù hợp trong cái việc đưa ra quyết định có nên dừng hoạt động một cái chi nhánh với cửa hàng hay là dừng sản xuất một cái sản phẩm hay không. Thực ra thì trong cái dự định ban đầu của mình không có làm cái chủ đề này, nhưng mà do nhiều bạn hỏi quá nên là mình quyết định làm một video luôn. Hy vọng sẽ giúp ích được cho nhiều người. Sau đây chúng ta hãy bắt đầu nhé. Câu hỏi đầu tiên đặt ra ở đây đó là cái nguyên tắc đưa ra quyết định trong trường hợp này là gì? Nói một cái cách đơn giản ngắn gọn nhất ấy, thì về mặt định lượng, để mà quyết định có dừng hoạt động của một bộ phận hay là dừng sản xuất một cái sản phẩm hay không, chúng ta cần phải xem xét các dòng tiền liên quan đến cái việc đưa ra quyết định. Dòng tiền liên quan ở đây thì nó sẽ có thể là chi phí liên quan, cũng có thể là lợi ích liên quan nha. Khi này thì để mà ra quyết định, chúng ta sẽ cần phải so sánh các cái dòng tiền liên quan và các cái lợi ích liên quan nếu như tiếp tục hoạt động hoặc tiếp tục sản xuất. Sau đó ta sẽ tính ra cái dòng tiền thuần phát sinh tương ứng. Nếu như mà lợi ích liên quan lớn hơn chi phí liên quan, hai cái dòng tiền thuần nó là dòng tiền vào ấy, thì khi này cái quyết định ở đây nó sẽ là tiếp tục hoạt động, tiếp tục sản xuất, đúng không ạ? Và ngược lại, nếu như mà cái lợi ích liên quan nó nhỏ hơn cái chi phí liên quan, hay là cái dòng tiền thuần này nó là cái dòng tiền ra, thì khi đó có thể là sẽ phải ngừng hoạt động, sẽ phải đóng cửa. Vậy cái câu hỏi đặt ra tiếp theo ở đây là làm thế nào để xác định được cái chi phí liên quan và lợi ích liên quan? Nói về chi phí liên quan trước đi. Theo định nghĩa của CMA thì cái chi phí liên quan hay cái chi phí phù hợp nó được định nghĩa là các cái chi phí phù hợp với các quyết định quản lý cụ thể. Những chi phí này được thể hiện bằng các dòng tiền trong tương lai mà độ lớn quy mô của chúng sẽ thay đổi tùy thuộc vào kết quả của quyết định quản lý được đưa ra. Từ cái khái niệm này thì ta sẽ rút ra được 3 cái đặc điểm để một khoản chi phí được coi là chi phí liên quan. Đặc điểm thứ nhất, đầu tiên nó phải là dòng tiền. Như vậy các khoản chi phí như chi phí khấu hao chắc chắn sẽ không thỏa mãn điều kiện này, bởi vì nó không phải dòng tiền thực tế mà chỉ là ghi nhận kế toán thôi, đúng không ạ? Các khoản chi phí phi tiền tệ kiểu này từ góc độ quản lý hoạt động thì nó sẽ được gọi bằng cái thuật ngữ là notional cost. Cái đặc điểm thứ hai là cái dòng tiền này nó phải là chưa phát sinh ở quá khứ và hiện tại mà sẽ phải phát sinh trong tương lai. Ví dụ, một công ty bỏ tiền nghiên cứu thị trường sau đó mới xem xét hai phương án là có nên tung cái sản phẩm mới ra thị trường tại thời điểm hiện tại hay không. Thì khi này cái chi phí nghiên cứu thị trường nó là cái chi phí đã phát sinh trong quá khứ và sẽ không phải cái dòng tiền phù hợp để xem xét đưa ra quyết định có nên tung sản phẩm mới hay không. Bởi vì là dù có tung sản phẩm ra hay không thì chi phí cũng đã phát sinh rồi, đúng không ạ? Các cái chi phí này thì sẽ được gọi một thuật ngữ là chi phí chìm. Cái đặc điểm thứ ba là cái dòng tiền này nó phải là cái dòng tiền phát sinh thêm từ việc thực hiện quyết định. Hay như cách dùng từ trong khái niệm của CIMA thì là cái dòng tiền phụ thuộc vào kết quả của việc thực hiện quyết định. Như vậy, ở các chi phí mà sẽ luôn phát sinh dù quyết định có được thực hiện hay không thì sẽ không được coi là chi phí liên quan. Điển hình của các cái chi phí của này là các cái chi phí cam kết, là khoản chi phí mà kiểu gì cũng sẽ phát sinh do doanh nghiệp đã ký hợp đồng thỏa thuận dài hạn với các cái đối tác là khách hàng hay nhà cung cấp. Ví dụ như là công ty đã ký hợp đồng thuê cửa hàng trong vòng 5 năm, hợp đồng không hủy ngang. Vậy thì dù công ty có thực hiện đóng cửa hàng hay không, cái chi phí này vẫn phải phát sinh, đúng không ạ? Do vậy là không thỏa mãn cái điều kiện là chi phí liên quan. Trong khi đó thì các cái chi phí như là chi phí bồi thường vì cắt hợp đồng với nhân viên đang làm việc tại cửa hàng thì sẽ thỏa mãn điều kiện là chi phí liên quan. Bởi vì là nếu như mà không đóng cửa hàng thì không phải chấm dứt hợp đồng và do đó không phát sinh cái chi phí bồi thường này, đúng không ạ? Ở đây ta phải lưu ý rằng là các cái chi phí cơ hội của việc thực hiện quyết định ấy, nó cũng sẽ được coi là chi phí liên quan. Chi phí cơ hội thì chắc nhiều bạn biết rồi, được hiểu một cách đơn giản là cái giá trị của cái lợi ích bị mất đi khi lựa chọn một phương án thay vì cái phương án tốt nhất khác. Ví dụ nếu như lựa chọn có nên tiếp tục sản xuất hai cái sản phẩm A và B hay không, hay là chỉ sản xuất cái sản phẩm A thôi, vậy thì cái chi phí cơ hội khi mà lựa chọn chỉ sản xuất sản phẩm A, trường hợp đơn giản nhất nó sẽ là cái phần lợi nhuận góp mà sản phẩm B này đang mang lại và doanh nghiệp sẽ bị mất đi nếu như mà chỉ sản xuất sản phẩm A, đúng không ạ? Thì đó là về chi phí liên quan nhé. Còn với cái lợi ích liên quan thì thật ra nó không có cái định nghĩa cụ thể, nhưng mà ta có thể hiểu nó ngược với các cái chi phí liên quan.
sẽ có hai cái trường hợp thường gặp. Thứ nhất là các cái dòng tiền ra tiết kiệm được phát sinh trong tương lai khi mà công ty thực hiện quyết định. Chẳng hạn bây giờ đóng cửa một chi nhánh thì có thể tiết kiệm một số các khoản thanh toán trong tương lai liên quan đến cái chi nhánh đó, như kiểu là chi phí thuê mặt bằng hoặc là chi phí bảo trì cửa hàng, đúng không ạ? Cái dạng thứ hai đó là cái khoản lợi ích tăng thêm khi mà công ty có thể sử dụng cái nguồn lực của cái cửa hàng này hoặc cái sản phẩm này để mà điều sang một cái phương án sử dụng khác và sinh ra lợi ích, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái lợi ích liên quan. Ví dụ như kiểu là máy móc rồi là nguyên vật liệu của để sản xuất cái sản phẩm này bây giờ không sản xuất nữa, thì nếu như có thể mang đi để sử dụng sản xuất sản phẩm khác, thì như vậy đó chính là cái lợi ích tăng thêm trong cái phương án ngừng sản xuất sản phẩm này, đúng không ạ? Tóm lại, với những cái tình huống ra quyết định có nên đóng cửa hoặc dừng sản xuất hay không thì chúng ta sẽ phải làm qua 3 bước nhé. Bước thứ nhất, quan trọng nhất là chúng ta cần làm là chúng ta phải suy nghĩ xem là những cái dòng tiền nào trong tương lai sẽ bị thay đổi bởi cái quyết định đóng cửa hay dừng hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm cả chi phí liên quan và lợi ích liên quan, được chưa? Sau đó ta mới sang cái bước thứ hai là ta sẽ đi tính cái kết quả tài chính hay là cái lợi nhuận của cái việc có tiếp tục hoạt động hay tiếp tục sản xuất dựa trên các cái dòng tiền liên quan đã được xác định ở bước 1. Thì cuối cùng mới là bước thứ 3, dựa vào cái kết quả tính toán ta sẽ đưa ra được kết luận là có nên tiếp tục sản xuất hay tiếp tục hoạt động hay không. Bởi vì là nếu như cái kết quả tính ra là tiếp tục sản xuất thì sẽ mang lại lợi nhuận, thì nghĩa là nếu như ngừng lại sẽ bị mất đi cái khoản lợi nhuận đó, đúng không ạ? Và ngược lại, nếu như tiếp tục sản xuất mà bị lỗ, vậy thì nếu như mà ngừng sản xuất thì sẽ giúp tránh được khoản lỗ đó. Đấy, thì đấy sẽ là cái căn cứ mà chúng ta đưa ra kết luận là có nên tiếp tục hay là nên ngừng sản xuất, ngừng hoạt động. Bây giờ chúng ta hãy đi phân tích một số cái tình huống cụ thể để hiểu thêm về cái cách áp dụng nguyên tắc ra quyết định này nhé. Hãy bắt đầu với một tình huống khá là đơn giản về việc quyết định có nên dừng hoạt động của một bộ phận hay không. Cửa hàng thời trang H này thì bao gồm 3 bộ phận, cho nam, cho nữ và unisex. Thì dự toán của cửa hàng như sau. Như các bạn nhìn thấy trên màn hình, ta sẽ có thông tin về doanh thu này, giá vốn trực tiếp này, chi phí của bộ phận này, rồi là chi phí phân bổ từ cửa hàng, sau đó là lãi lỗ của từng cái bộ phận. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái bộ phận unisex thì nó đang bị lỗ mất là 3.000 đô, đúng không ạ? Và do vậy thì cửa hàng đang được đề xuất rằng là cái bộ phận này nên được ngừng để mà tăng quy mô cho cái bộ phận nam và nữ. Thì yêu cầu ở đây là chúng ta xác định các cái dòng tiền có thể liên quan đến việc ra quyết định. Thì cái tình huống này không yêu cầu chúng ta tính toán cụ thể mà chỉ là đưa ra nhận xét các dòng tiền liên quan đến việc ra quyết định thôi. Thì cái điều đầu tiên rõ ràng nhất mà ta có thể thấy đó là cái lợi nhuận góp mà cái bộ phận unisex này đang mang lại cho cửa hàng là 20.000 đô này, trừ đi 15.000 đô, trừ 3.000 đô bằng 2.000 đô, đúng không ạ? Thì đây sẽ là cái dòng tiền liên quan đến việc ra quyết định, bởi vì nếu như ngừng bộ phận này thì là mất đi 2.000 đô này rồi. Và ở đây các bạn thấy rằng là chúng ta chỉ tính giá vốn và chi phí của bộ phận thôi. Còn cái chi phí mà cửa hàng phân bổ cho bộ phận thì bởi vì dù có đóng cửa cái bộ phận này hay không thì cái chi phí này cũng sẽ phát sinh, đúng không ạ? Do vậy thì đây là cái chi phí không liên quan. Còn tất nhiên nếu như mà đề bài người ta cho dạng cái thông tin rằng là nếu như đóng cửa cái bộ phận unisex này thì sẽ giúp tiết kiệm được 5.000 đô chi phí của cả cửa hàng, thì khi đó đấy lại là cái chi phí liên quan đến việc ra quyết định, đúng không ạ? Tiếp theo là ta sẽ phải để ý đến cái thông tin rằng là bởi vì cái bộ phận unisex này đóng đi, ngừng lại hoạt động thì sẽ giúp tăng quy mô cho hai bộ phận còn lại. Nên là ta cũng sẽ phải xem xét đến việc là cái việc sử dụng nguồn lực của cái bộ phận unisex này để mà tăng quy mô cho hai cái bộ phận nam và nữ kia thì sẽ mang đến những cái lợi ích liên quan gì, đúng không ạ? Tiếp theo nữa, ta sẽ phải xem xét cái việc là đóng cửa cái bộ phận này thì có ảnh hưởng như thế nào đến nhân viên của nó. Tức là các nhân viên đang làm cho bộ phận này họ có bị nghỉ việc do đó phát sinh cái chi phí bồi thường hợp đồng hay không, hay là họ sẽ được chuyển sang hai cái bộ phận còn lại để làm tiếp. Nếu là bị nghỉ việc và phát sinh chi phí bồi thường hợp đồng thì đây sẽ là chi phí liên quan. Còn nếu chuyển sang hai bộ phận còn lại làm không thay đổi gì thì sẽ là chi phí không liên quan, được chưa? Tiếp theo thì ta sẽ cần phải cân nhắc đến việc là đóng cửa cái bộ phận này thì sẽ dẫn đến phải thanh lý hàng tồn kho, đúng không ạ? Vậy thì các chi phí phát sinh như nào? Số tiền mang lại ra sao? Rồi là một điểm cuối cùng nữa là
cái việc đóng cửa bộ phận này có làm mất khách hàng của hai bộ phận còn lại không? Bởi vì sẽ có trường hợp khách hàng là người ta vì cái bộ phận sản phẩm của cái bộ phận unisex này thì người ta mới đến và mua sản phẩm, cho nó mua cả sản phẩm của hai cái bộ phận còn lại đúng không ạ? Bây giờ đóng mất cái bộ phận này rồi có thể họ không đến nữa và thế là ảnh hưởng đến cái doanh thu của hai bộ phận còn lại chẳng hạn. Thì đó là một cái tình huống rất là cơ bản về quyết định này. Chúng ta hãy sang cái tình huống thứ hai phức tạp hơn. Tình huống đưa ra như sau: ban quản lý của công ty F thì đang xem xét việc đóng cửa một cái bộ phận trong số 3 bộ phận của mình. Đó chính là bộ phận số 3. Chính là cái bộ phận mà đang có cái lợi nhuận thuần bị lỗ đó, 2.463 đô. Thì ngoài cái báo cáo tài chính mà như chúng ta nhìn thấy trên màn hình của 3 bộ phận này thì chúng ta còn được cung cấp thêm các cái thông tin như sau. Thứ nhất là chi phí sản xuất chung 15.000 đô thì đã được phân bổ cho 3 bộ phận trên cơ sở số lượng hàng tiêu thụ. Cái chi phí hoạt động chung là chi phí hoạt động của cả trụ sở chính và được phân bổ cho các bộ phận dựa trên cái doanh số bán hàng. Và làm kế toán quản trị thì bạn xác định thêm rằng trên cái cơ sở yếu tố tạo ra chi phí thì 50% chi phí sản xuất chung có thể được truy trực tiếp đến từng bộ phận và do đó có thể được phân bổ trên cái cơ sở là 221. Tương tự như vậy thì 60% chi phí hoạt động chung có thể được phân bổ theo tỷ lệ là 332, phần còn lại thì không thể phân bổ được. 80% của chi phí nhân công trực tiếp là cố định và không thể phân bổ. 20% còn lại là chi phí biến đổi và nó có thể được phân bổ trên cơ sở số lượng hàng bán. Yêu cầu ở đây là dựa vào những cái số liệu này, hãy đưa ra cái kiến nghị xem là có nên dừng hoạt động của bộ phận 3 hay không. Bước đầu tiên của chúng ta là đi phân tích các cái dòng tiền liên quan đúng không ạ? Thì điều đầu tiên ta có thể dễ dàng nhận thấy ở đây là cái tình huống này nó phát sinh đủ các loại chi phí sản xuất, bao gồm cả chi phí cố định và biến đổi, cùng với đó là chi phí chung phân bổ từ trụ sở chính, ngoài cái chi phí riêng của bộ phận. Do vậy thì trước tiên ta sẽ cần xem xét từng cái loại chi phí, từng cái loại dòng tiền xem có liên quan đến cái việc ra quyết định không. Cụ thể trong tình huống này, nếu như mà đóng cửa cái bộ phận thứ ba ấy, thì cái dòng tiền đầu tiên bị ảnh hưởng sẽ là doanh thu đúng không ạ? Bởi vì sẽ mất đi doanh thu từ bộ phận này. Tiếp theo đó là cái chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Nếu như mà đóng cửa bộ phận số 3 thì cái chi phí nguyên vật liệu của bộ phận số 3 sẽ không phát sinh nữa, bởi vì ở đây chúng ta không có thông tin rằng là cái chi phí này được mang đến bộ phận số 1 và số 2 để tiếp tục sử dụng đúng không ạ? Tiếp theo nữa đó là với cái chi phí nhân công trực tiếp thì ta có dự kiện rằng là 80% của chi phí này là cố định và không thể phân bổ, 20% còn lại là chi phí biến đổi và phân bổ trên cơ sở số lượng hàng bán. Như vậy thì dù có thực hiện đóng cái bộ phận số 3 hay không thì 80% cái chi phí này nó vẫn phát sinh bởi vì nó là cố định. Do đó thì 80% chi phí này sẽ là không liên quan, chỉ có 20% còn lại liên quan đến việc ra quyết định thôi. Thì như vậy cái chi phí nhân công trực tiếp mà chúng ta cần phải xem xét từ đây sẽ là 20% nhân với 63.000 đô bằng 12.600 đúng không ạ? Với cái chi phí sản xuất chung thì ta có dự kiến rằng là 50% có thể được truy trực tiếp đến từng bộ phận và do đó được phân bổ trên cơ sở 221. Do vậy chỉ có 50% này là liên quan đến việc ra quyết định thôi. Thì cái chi phí sản xuất chung mà được xem xét trong việc ra quyết định này sẽ là 15.000 đô nhân với 50% bằng 7.500 đô đúng không ạ? Tiếp theo với cái chi phí chung, hoạt động chung phân bổ từ trụ sở thì 60% chi phí này có thể được phân bổ theo tỷ lệ 332, phần còn lại không thể phân bổ được. Do vậy để mà đánh giá cái hoạt động của bộ phận thứ ba thì ta chỉ xem xét đến 60% này thôi, đúng không ạ? Tức là 60% nhân với cả 40.000 bằng 24.000 đô. Còn 40% còn lại thì không thể phân bổ được cho từng bộ phận, do vậy không liên quan đến cái việc là đánh giá kết quả hoạt động của bộ phận thứ ba. Thì xong bước thứ nhất, chúng ta xong bước thứ hai là ta sẽ đi lập cái bảng tính lại kết quả của từng bộ phận dựa trên các cái dòng tiền liên quan để xem là nếu như mà tiếp tục duy trì cái bộ phận số 3 này thì sẽ như thế nào. Thì dựa vào các cái thông tin về dòng tiền thì chúng ta sẽ lập được cái bảng tính như trên màn hình. Các cái thông tin về doanh thu và chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thì không gì thay đổi, sẽ chỉ thay đổi từ cái chi phí nhân công trực tiếp thôi. Thì bây giờ tổng cái chi phí nhân công trực tiếp liên quan đến việc ra quyết định sẽ là 12.600 đúng không ạ? Mà phân bổ cho các bộ phận theo tỷ lệ hàng bán, do vậy ta sẽ tính ra được cái chi phí nhân công trực tiếp cho từng bộ phận. Ở đây sẽ là 12.600 mà nhân với cả 5.000 chia cho 13.000 ra là 4.846 của bộ phận thứ nhất này. Tính tương tự như vậy là bộ phận số 2 ra là 5.815 và bộ phận số 3 là 1.939.
Còn với cái chi phí sản xuất chung thì được phân bổ trên cơ sở 2-2-1 tương ứng với từng bộ phận. Cho nên là chúng ta sẽ tính ra được cái chi phí sản xuất chung phân bổ cho bộ phận số 1 sẽ là 7.500 mà nhân với 2 chia cho 5 bằng là 3.000 đúng không ạ? Bộ phận số 2 cũng như vậy. Bộ phận số 3 sẽ là 1 nhân với cả 7.500 mà chia cho 5 sẽ bằng là 1.500. Tiếp nữa là cái chi phí chung phân bổ từ trụ sở thì bây giờ 24.000 đô sẽ phân bổ theo tỷ lệ 3-3-2 đúng không ạ? Do vậy với bộ phận số 1 và số 2 sẽ lần lượt là 24.000 đô nhân với cả 3 mà chia cho 8 bằng là 9.000 đô. Còn bộ phận số 3 sẽ là 24.000 đô nhân 2 chia 8 bằng là 6.000 đô. Thì sau khi mà tổng hợp hết các cái dòng tiền ra, dòng tiền vào, ta sẽ tính ra được cái phần lợi nhuận góp của từng bộ phận ở đây sẽ là 58.154, 72.185 và 4.561. Tổng là 134.900 và cho ta trừ đi tất cả các chi phí mà chúng ta không phân bổ được đúng không ạ? Thì sẽ ra được cái lợi nhuận thuần của cả cái cửa hàng là 61.000 đô. Thì đấy là bước thứ hai này. Bây giờ ta sang bước thứ ba là đưa ra kết luận. Thì từ cái số liệu tính toán này, ta thấy rằng là cái bộ phận 3 nên được tiếp tục mở, bởi vì bộ phận này dù sao nó đang đóng góp 4.561 đô vào lợi nhuận chung của doanh nghiệp đúng không ạ? Cái khoản lỗ theo cái báo cáo trước đây rõ ràng phát sinh từ cái việc phân bổ không hợp lý các cái chi phí chung. Nếu như mà bây giờ dừng cái hoạt động của cái bộ phận số 3 này thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ bị mất đi 4.561 đô, tức là giảm từ 61.000 đô xuống chỉ còn 56.439 đô thôi, đúng không? Ngoài cái việc dựa trên cái kết quả tính toán này thì có thể đề bài sẽ yêu cầu chúng ta là nêu ra các cái yếu tố khác cần phải cân nhắc nữa. Thì khi đó chúng ta có thể bàn luận đến cái việc là các cái chi phí liên quan đến việc thanh lý nếu như cái bộ phận 3 này đóng cửa này, hoặc là cái khả năng kinh doanh thua lỗ do là cái sản phẩm từ bộ phận 3 bây giờ không có nữa, cho nên khách hàng họ cũng không đến mua các cái sản phẩm của các bộ phận khác nữa. Một yếu tố nữa thì cân nhắc là khi mà đóng cửa bộ phận 3 thì chẳng hạn như lao động và máy móc của bộ phận 3 có thể được sử dụng cho các cái bộ phận khác trong cửa hàng, thì khi đó nó sẽ mang lại cái lợi ích bổ sung hay là cái lợi ích liên quan đúng không ạ? Vậy thôi, các bạn thấy đấy, nhìn thì thấy thông tin dài, tưởng khó nhưng thực ra phân tích ra rồi thì tính toán rất là đơn giản. Chúng ta hãy chuyển sang tình huống cuối cùng, cũng là tình huống khó nhất. Đây là một tình huống trong đề thi của kỳ tháng 3 tháng 6 năm 2019 rất là hay. Tình huống đưa ra như sau. Tổ hợp khách sạn Belton thì làm cái khu nghỉ mát công viên chủ đề mới nằm ở đất nước B. Cái khu nghỉ mát này thì bao gồm một công viên giải trí này, một khách sạn và một công viên nước trong nhà. Khu nghỉ mát này thì đã mở được 2 tháng và rất là nổi tiếng. Bởi vì theo luật tại đất nước B thì tất cả các công viên giải trí đều phải đóng cửa vào tháng 1, bởi vì tháng này thì nó lạnh mà cái nguy cơ xảy ra tai nạn rất là cao. Như vậy thì trong 3 cái hạng mục của Belton thì cái hạng mục công viên chủ đề là chắc chắn phải đóng cửa vào tháng 1 đúng không ạ? Còn 2 cái hạng mục còn lại là khách sạn và công viên nước thì Belton đang đứng trước cái quyết định là đóng cửa cả 2 hạng mục này hay là chỉ đóng cửa mỗi cái công viên nước thôi. Biết rằng cái dữ liệu trung bình hàng tháng trong 2 tháng vừa qua của Belton như sau. Ở đây thì có cái hạng mục là tiêu dùng thêm, thì đây là bất kỳ cái thứ gì mà khách hàng đã mua không được bao gồm trong giá phòng hoặc giá vào cửa. Ví dụ như chúng ta trả tiền thuê phòng khách sạn, nhưng khi ta vào phòng khách sạn thì ta lại ăn uống thêm đồ ăn đồ uống trong đó đúng không ạ? Thì cái đồ ăn uống trong phòng khách sạn nó sẽ là cái khoản mà chi tiêu thêm đó. Ngoài các cái thông tin chính này thì sau đó đề bài cho rất là nhiều thông tin chi tiết dài dòng liên quan đến cái việc có xác định doanh thu chi phí. Những cái này thì chúng ta sẽ phân tích chi tiết sau. Điều mình muốn nói ở đây là nhiều bạn gặp khó khăn với cái bài này, kiểu là nhìn đề bài đã choáng ấy. Thì mình thấy nguyên nhân là đề bài quá dài và các bạn bị sa vào các cái thông tin chi tiết này mà quên mất cái bản chất của cái dạng bài ra quyết định. Với tình huống này thì chúng ta vẫn giữ cái cách tiếp cận sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi xác định các cái dòng tiền có thể bị ảnh hưởng bởi cái quyết định đóng cửa khách sạn và công viên nước. Bước thứ hai thì chúng ta sẽ đi tính toán cái kết quả hoạt động của 2 cái hạng mục khách sạn và công viên nước dựa trên các cái dòng tiền liên quan đã xác định ở bước 1. Sau đó thì chúng ta mới chuyển sang bước thứ ba là đưa ra cái kết luận. Bởi vì khi mà đã tính toán được cái kết quả hoạt động của từng hạng mục dựa trên dòng tiền liên quan rồi thì nếu như lãi thì nghĩa là nên tiếp tục hoạt động, còn nếu như lỗ thì nên ngừng, đúng không ạ? Rất đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích các cái thông tin chi tiết của bài này nhé.
Đầu tiên là dữ kiện về lượng khách và mức giá để mà xác định cái doanh thu của từng hạng mục. Doanh thu thì thường nó sẽ luôn là cái dòng tiền liên quan, bởi vì chỉ cần ngừng một cái hạng mục sẽ là ngừng doanh thu của hạng mục đó, đúng không ạ? Và có thể ảnh hưởng đến cả các hạng mục khác nữa. Thì trong cái tình huống này, ban quản lý ước tính rằng trong cái tháng 1, tức là cái tháng phải đóng cửa đó, thì giá phòng trung bình mỗi đêm sẽ cần giảm 30%. Còn giá vào cửa công viên nước thì giảm 20%. Với cái mức giảm giá như vậy thì ước tính rằng cái tỷ lệ lấp đầy của khách sạn sẽ đạt 50%. Tỷ lệ lấp đầy nghĩa là tỷ lệ có khách trong phòng á, ví dụ như có 120 phòng thì tỷ lệ lấp đầy 50% thì nghĩa là cái số phòng có khách là 50% nhân 120 bằng 60 phòng. Còn lượng khách đến công viên nước thì sẽ bị thấp hơn 52% so với hiện tại, thì nghĩa là cái lượng khách đến công viên nước sẽ chỉ còn bằng 48% cái lượng khách của cái tháng trung bình hiện tại, đúng không ạ? Biết rằng các cái mức chi tiêu trung bình hàng đêm cho cái phần chi tiêu thêm tính trên mỗi phòng là 20 đô tại khách sạn và 12 đô cho mỗi khách hàng tại công viên nước thì cũng sẽ không thay đổi trong tháng 1. Như vậy thì từ cái thông tin này ở đây ta thấy ở đây có 5 cái điểm đáng chú ý này. Thứ nhất là về khách sạn thì mức giá giảm 30% và cái tỷ lệ lấp đầy của khách sạn thì sẽ giảm từ 90% của các tháng trung bình hiện tại thành 50% của cái tháng 1. Nên ta sẽ ước tính ra được cái doanh thu của khách sạn trong tháng 1, đúng không ạ? Doanh thu thì sẽ bằng số lượng phòng nhân với cả cái tỷ lệ lấp đầy của khách sạn, nhân với đơn giá phòng và nhân với cả cái số ngày trong tháng, đúng không ạ? Thì trong tháng 1, mức giá giảm còn 30% nên sẽ còn là 100 đô nhân 30% bằng 70 đô. Và cái số ngày trong tháng 1 là 31 ngày, do vậy ta sẽ tính ra được cái doanh thu của khách sạn trong tháng 1 ước tính sẽ là bằng 120 nhân với cả 50% nhân với cả 70 đô nhân với cả 31 bằng là 130.200 đô. Với cái công viên nước thì mức giá giảm 20%. Còn lượng khách đến công viên nước thì thấp hơn 52% so với mức hiện tại, tức là 12.000 người mà nhân với cả 48%, đúng không ạ? Thì như vậy ta sẽ tính ra được cái doanh thu trong tháng 1 của công viên nước ước tính sẽ là 96.768 đô. Đó là về doanh thu chính. Còn với cái doanh thu từ cái nguồn chi tiêu thêm của khách hàng thì tại khách sạn, cái mức chi tiêu trung bình một đêm trên một phòng vẫn là 20 đô. Và mỗi cái khoản 20 đô này chi tiêu của khách thì khách sạn sẽ có cái lợi nhuận góp là 60%, đúng không ạ? Tức là sẽ thu được cái khoản lợi nhuận là 20 đô nhân với 60% bằng 12 đô. Thì đây là cái mức trung bình cho một đêm một phòng. Bây giờ ta nhân với cả cái số phòng là 120 phòng và cái tỷ lệ lấp đầy của tháng 1 là 50%, đúng không ạ? Sau đó ta nhân với cả cái số ngày của tháng 1 là 31, ta sẽ ra được cái lợi nhuận từ cái khoản chi tiêu thêm của khách hàng đối với khu vực khách sạn này sẽ là 22.320 đô. Tương tự như vậy với cái phần công viên nước thì ta sẽ có cái mức chi tiêu trung bình một khách là 12 đô. Thì với 12 đô này thì công viên nước sẽ kiếm được cái lợi nhuận là 12 đô nhân 60%, đúng không ạ? Sau đó ta nhân với cái lượng khách của tháng 1 là 12.000 người nhân với cả 48%, ta sẽ ra được cái lợi nhuận từ các khoản chi tiêu thêm của khách tại cái khu vực công viên nước này trong tháng 1 sẽ là 41.472 đô. Đó là thông tin về doanh thu này. Bây giờ thông tin tiếp theo là về các cái loại chi phí của Belton như trên màn hình. Có 5 loại chi phí và đề bài sẽ cung cấp thêm thông tin tương ứng cho từng loại. Vì vậy chúng ta cũng sẽ cần phải đi phân tích lần lượt. Đầu tiên là chi phí nhân công thì ở đây gồm hai loại. Chi phí nhân viên thường xuyên hay nhân viên cố định thì với khách sạn chi phí này bao gồm tiền lương 30.000 đô một năm cho người quản lý khách sạn và 24.000 đô một năm cho bếp trưởng. Đây là cái nhân sự cố định được trả lương cho cả năm bất kể số giờ làm việc của họ. Còn với cái hạng mục công viên nước thì thuê một nhân viên cố định để quản lý với cái mức lương là 24.000 đô một năm. Người này cũng được trả cho cả năm bất kể số giờ làm việc của anh ta. Hai là nhân viên tạm thời thì đây là những người mà chỉ được trả lương cho số giờ họ làm việc. Đối với cái khu vực khách sạn, nếu như khách sạn vẫn mở cửa vào tháng 1 thì một nửa số nhân viên này sẽ tiếp tục làm việc theo giờ hiện tại, bởi vì công việc của họ phần lớn không bị ảnh hưởng bởi cái tỷ lệ lấp đầy của khách trong tháng 1. Tuy nhiên, một nửa số nhân viên còn lại sẽ làm việc ít giờ hơn, tương ứng để mà phản ánh cái tỷ lệ lấp đầy trong tháng 1 chỉ là 50% thay vì là 90% như trung bình, đúng không ạ?
Tại khu vực hạng mục công viên nước thì cái số giờ làm việc của nhân viên tạm thời sẽ được giảm theo số lượng khách, do đó thì dự kiến sẽ giảm 52% trong tháng 1. Đề bài đọc thì dài dòng nhưng cũng không có gì. Đầu tiên ta xác định được luôn là cái chi phí nhân viên cố định của cả cái hạng mục của khách sạn và công viên nước đều không thay đổi bất kể số giờ làm việc như nào, tức là không liên quan đến việc có đóng cửa hai cái hạng mục này không thì cái chi phí đó nó vẫn phát sinh. Do vậy đây là cái chi phí không liên quan đến việc ra quyết định, đúng không ạ? Chúng ta sẽ loại cái khoản này ra khi mà chúng ta tính cái dòng tiền liên quan của hai bộ phận. Còn với cái chi phí nhân viên tạm thời thì tính toán sẽ phức tạp hơn một chút. Tại khách sạn này thì đầu tiên ta sẽ tính ra được cái chi phí nhân viên tạm thời trung bình hàng tháng cho hai cái tháng đã hoạt động đã, sẽ là bằng 120.000 đô là tổng chi phí mà trừ đi cái chi phí lương hàng tháng của hai cái nhân viên cố định là 30.000 đô cộng 24.000 đô chia 12, đúng không ạ? Thì ta sẽ ra được cái chi phí nhân công tạm thời hàng tháng trung bình ở đây sẽ là 115.500 đô. Còn đối với tháng 1 ấy, nếu như mở cửa thì một nửa số nhân viên sẽ tiếp tục làm theo giờ hiện tại, còn một nửa thì sẽ giảm tương ứng theo cái tỷ lệ lấp đầy 50% của tháng 1, đúng không ạ? Như vậy thì 1/2 của cái chi phí lương trung bình này, tức là 57.750 đô sẽ giữ nguyên. Còn cái một nửa còn lại thì bởi vì nó đang tương ứng với cái tỷ lệ lấp đầy trung bình hàng tháng là 90%. Trong khi đó thì với tháng 1 cái tỷ lệ lấp đầy của nó dự tính chỉ là 50% thôi. Do vậy cái phần một nửa phần lương còn lại này bây giờ chúng ta phải tính cho nó để tương ứng với cái tỷ lệ lấp đầy là 50%, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thực hiện tính toán bằng cách là ta lấy 57.750 đô, tức là một nửa chi phí lương nhân viên tạm thời của trung bình hàng tháng, đúng không ạ? Sau đó ta chia cho 90% là cái tỷ lệ lấp đầy trung bình hàng tháng, và sau đó ta nhân với 50% là cái tỷ lệ lấp đầy của tháng 1 thì sẽ ra được là 32.083 đô. Và tổng lại thì cái chi phí lương nhân viên tạm thời của tháng 1 sẽ là 89.833 đô. Tiếp tục với cái hạng mục công viên nước thì ta cũng tính được cái chi phí nhân viên tạm thời hàng tháng sẽ là 75.600 đô mà trừ đi cái lương hàng tháng của cái nhân viên cố định là 24.000 đô chia 12, đúng không ạ? Ta sẽ ra được là 73.600 đô. Tuy nhiên là nếu mở cửa trong tháng 1 thì tại công viên nước cái số giờ làm việc của nhân viên tạm thời này sẽ giảm theo số lượng khách, tức là giảm mất 52% trong tháng 1, tức là còn 48% thôi. Thì bây giờ ta sẽ tính ra bằng cách là ta lấy tổng cái chi phí lương trung bình hàng tháng ở đây là 73.600, đúng không ạ? Sau ta nhân với cái tỷ lệ số giờ làm việc trong tháng 1 là 48% thì sẽ ra được là 35.328 đô. Thì đó là cái chi phí tiền lương của hai cái hạng mục này nhá. Ta sang cái hạng mục tiếp theo là chi phí bảo trì. Thì cái việc bảo trì nó được thực hiện bởi một công ty địa phương. Công ty này thì lập hóa đơn cho Belton cho tất cả các công việc được thực hiện mỗi tháng. Nếu như khách sạn và công viên nước đóng cửa thì công ty này sẽ được trả một khoản phí cố định trong tháng là 4.000 đô cho khách sạn và 2.000 đô cho công viên nước. Hiện tại thì cái chi phí bảo trì trung bình hàng tháng của hai cái hạng mục này đang là 14.600 đô và 6.000 đô. Như vậy cái dòng tiền liên quan để chúng ta xem xét ở đây sẽ là chênh lệch giữa cái chi phí sẽ phát sinh nếu như mở cửa hai hạng mục và chi phí sẽ phát sinh nếu như đóng cửa hai hạng mục, đúng không ạ? Do vậy với cái hạng mục khách sạn thì cái dòng tiền liên quan ở đây sẽ là 14.600 đô trừ đi 4.000 đô bằng là 10.600 đô. Còn với hạng mục công viên nước thì sẽ là 6.000 đô trừ 2.000 đô bằng 4.000 đô. Chúng ta sang cái hạng mục chi phí tiếp theo là chi phí năng lượng bao gồm điện và gas. Đối với điện thì hiện tại Belton trả một cái khoản phí cố định hàng tháng cho tiền điện là 8.000 đô cho khách sạn và 7.000 đô cho công viên nước hàng năm. Như vậy thì đây sẽ là cái chi phí cố định bởi vì có đóng cửa hay không thì vẫn cứ phải trả cái khoản phí này, đúng không ạ? Do vậy nó không phải là cái dòng tiền liên quan đến việc ra quyết định. Do vậy khi mà chúng ta tính toán kết quả hoạt động của hai hạng mục này, chúng ta loại luôn cái chi phí này ra, không tính vào nữa. Còn với cái chi phí gas thì ở đây cái chi phí gas lại bao gồm hai phần. Thứ nhất là phần cố định là 2.200 đô một tháng đối với khách sạn và 1.500 đô một tháng đối với công viên nước. Còn cái phần thứ hai là cái phần mà biến đổi, nó chỉ dựa trên cái việc sử dụng thực tế, đúng không ạ? Và do vậy nó dự kiến là sẽ tăng 50% trong tháng 1 do là thời tiết lạnh hơn. Thì với cái trường hợp phí gas như này
thì cái chi phí gas cố định 2.200 đô và 1.500 đô của hai hạng mục này sẽ là cái dòng tiền không liên quan bởi vì nó luôn phát sinh, đúng không ạ? Còn cái phần phí gas biến đổi dựa trên cái tình hình sử dụng thực tế trong tháng 1 thì sẽ là cái dòng tiền liên quan. Và ta sẽ tính toán ra nó như sau. Đầu tiên là với khu vực khách sạn thì ta có tổng cái chi phí năng lượng trung bình hàng tháng đang là 2.000 đô bao gồm cả điện và gas. Chi phí điện thì là 8.000 đô và chi phí gas cố định là 2.200 đô thì là không liên quan đến việc ra quyết định nên ta phải trừ ra khỏi cái khoảng 2.000 đô này, đúng không ạ? Như vậy ta sẽ tính ra được cái chi phí gas biến đổi trung bình hàng tháng sẽ là 20.000 đô trừ đi 8.000 đô trừ đi 2.200 đô bằng là 9.800 đô. Và do trong tháng 1 dự kiến cái mức sử dụng tăng 50% nên ta phải lấy cái mức trung bình này ta nhân với cả 150% để ra được là 14.700 là cái chi phí gas biến đổi dự tính của tháng 1. Tương tự như vậy với công viên nước thì ta có tổng cái chi phí năng lượng trung bình hàng tháng hiện tại đang là 18.000 đô bao gồm cả điện và gas. Bởi vì cái chi phí điện 7.000 và chi phí gas cố định 1.500 như đã phân tích là không liên quan đến việc ra quyết định nên ta phải trừ khỏi cái khoản 18.000 đô này. Ta tính ra được cái chi phí gas biến đổi trung bình hàng tháng ở đây sẽ là 18.000 đô trừ 7.000 đô trừ 1.500 đô bằng là 9.500 đô. Do trong tháng 1 thì dự kiến cái mức sử dụng sẽ tăng 50% nên ta lấy cái mức trung bình hàng tháng này ta nhân với 150% ra là 14.250 đô thì nó sẽ là cái chi phí gas biến đổi dự tính của tháng 1. Tiếp theo là hai hạng mục chi phí còn lại là chi phí an ninh và chi phí nước. Với chi phí an ninh thì nếu khách sạn công viên nước đóng cửa sẽ không có cái sự thay đổi nào về sắp xếp an ninh hiện tại. Do vậy thì đây sẽ là cái chi phí không liên quan đến việc ra quyết định, đúng không ạ? Chúng ta sẽ loại ra khỏi cái việc tính toán. Đối với chi phí nước thì người ta ước tính rằng cái chi phí nước cho khách sạn sẽ giảm xuống còn 6.450 đô trong tháng nếu như vẫn mở cửa vào tháng 1. Tuy nhiên là cái chi phí nước cho công viên nước thì dự kiến vẫn sẽ ở mức hiện tại. Nếu như mà cả khách sạn và công viên nước đều đóng cửa thì tất cả nước sẽ bị tắt và không phát sinh chi phí. Cái này thì hơi rối một chút. Thì ta xác định thế này, nếu như mà khách sạn hoạt động trong tháng 1 thì sẽ phát sinh cái chi phí nước là 6.450 đô đúng không ạ? Còn không phát sinh thì sẽ là bằng 0. Do vậy thì cái dòng tiền chênh lệch ở đây, cái dòng tiền mà liên quan đến việc ra quyết định của chúng ta ở đây sẽ là 6.450 đô. Còn với cái hạng mục công viên nước thì nếu như mà hoạt động trong tháng 1 thì vẫn sẽ ở mức hiện tại, trung bình hiện tại, tức là không thay đổi là 12.100 đô. Còn nếu như không hoạt động thì tất cả nước sẽ bị tắt, không phát sinh phí, đúng không ạ? Do vậy là cái dòng tiền chênh lệch ở đây của chúng ta sẽ là 12.100 đô trừ 0 bằng 12.100 đô. Thì như vậy là ta đã phân tích hết các cái thông tin về các cái dòng tiền liên quan. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái bước thứ hai là lập bảng tính để xem là nếu như tiếp tục mở hai cái hạng mục khách sạn và công viên nước thì cái kết quả tài chính nó như thế nào. Thì như các bạn nhìn thấy trên màn hình là mình đã tập hợp thông tin tất cả dòng tiền mà chúng ta tính toán ở tất cả các bước ở đằng trước. Thì ta sẽ tính ra được cái dòng tiền thuần của cái hạng mục khách sạn là 30.937 đô, còn của hạng mục công viên nước sẽ là 72.562 đô. Như vậy, dựa trên cái kết quả tính toán này, chúng ta sẽ sang được cái bước thứ 3 đưa ra kết luận là nếu như mà đóng cửa cái hạng mục của công viên nước thì sẽ mất là 72.562 đô đồng lợi nhuận, đúng không ạ? Còn nếu như đóng cửa cả hai cái hạng mục này thì sẽ mất là 103.499 đô. Thì do vậy, Barton nên duy trì hoạt động của cả hai cái hạng mục này trong tháng 1. Như vậy là trong video này mình đã đi giải thích xong cái cách ra quyết định xem có nên dừng hoạt động, dừng sản xuất hay không bằng cách là sử dụng cái chi phí liên quan. Trong video tiếp theo thì có thể là mình sẽ tiếp tục với cái chủ đề về chi phí liên quan này nhưng sẽ chuyển sang cái dạng quyết định khác là quyết định tự sản xuất hay là mua ngoài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.